Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cánh gà chiên nước mắm. Để làm cánh gà chiên nước mắm, ở đây mình có chuẩn bị 1 kg cánh gà, 5 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê bột niêm gà, chanh, tỏi, 5 muỗng canh nước mắm và bột mì 2 muỗng canh, bột bắp 2 muỗng canh. Rồi mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên á, là mình đi rửa cánh gà. Mình bỏ vô cánh gà 2 muỗng canh muối và giấm, giấm 2 muỗng canh. Rồi mình bóp rửa cho nó sạch. Xong rồi mình xả nước lạnh lại. Mình xả nước lạnh lại có 3 bốn nước cho nó sạch nha các bạn. Gà đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Sau khi cánh gà đã cắt xong rồi, mình sẽ ướp vô đây 2 muỗng cà phê bột niêm gà. Mình sẽ dắt vô đây một chút xíu chanh, khoảng 1 muỗng canh chanh. Rồi mình ướp, mình để đây nửa tiếng cho nó thấm nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ đi bằm tỏi. Và mình pha nước mắm luôn nha các bạn. 5 muỗng canh đường và 5 muỗng canh nước mắm. Mình bỏ vô đây rồi mình khuấy cho nó tan. Mình vắt vô đây một chút xíu chanh nữa. Khoảng 1 muỗng canh nước cốt chanh nha các bạn. Xong rồi mình để đây, để một chút mình đi trộn gà nha. Gà đã ướp được nửa tiếng rồi, trước khi chiên á, mình bỏ vô đây bột 2 muỗng canh bột bắp và 2 muỗng canh bột mì. Mình trộn cho nó đều rồi mình đem chiên nha các bạn. Dầu nóng rồi mình sẽ bỏ gà vô đây chiên. Cái phần gà của mình bây giờ chiên đã xong rồi, bây giờ mình vớt nó ra nha các bạn. Sau khi cánh gà đã chiên xong rồi, mình sẽ làm sốt nước mắm. Mình bỏ vô đây một chút xíu dầu. Dầu nóng rồi mình sẽ bỏ tỏi vô đây. Mình phi cho tỏi nó vàng thơm. Tiếp theo mình sẽ bỏ nước mắm với đường vô đây. Rồi mình nấu cho nước mắm với đường nó sôi lên, rồi mình bỏ gà vô mình trộn nha các bạn. Nước mắm đường đã sôi lên rồi, bây giờ mình sẽ bỏ gà vô nha các bạn. Rồi mình sẽ trộn lên cho tới khi nào nước mắm nó rút vô hết miếng gà, nó khô keo lại nó mới ngon nha các bạn. Và bây giờ nước mắm đã rút hết vô miếng gà, nó đã khô kẹo lại rồi. Cái phần gà của mình bây giờ đã xong rồi nha. Và đây, cánh gà chiên nước mắm của mình đây nè các bạn. Cái màu vàng vừa chín tới, màu tỏi phi, nước mắm, bóng mượt của đường, kẹo kẹo, rất là ngon luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn với xôi lá dứa. Thơm quá à, bây giờ mình ăn một miếng nha các bạn. Đây nè các bạn, giòn, rất là ngon luôn các bạn ơi. Bên ngoài giòn giòn, bên trong thì vẫn còn mềm, không có bị khô, rất là ngon luôn. Mình sẽ ăn với xôi lá dứa. Mình ăn một miếng xôi thử nha. Xôi mềm, dẻo, thơm, mùi nước cốt dừa, ngọt vừa phải luôn, không ngọt gắt lắm, rất là vừa ăn.
mình ăn một miếng gà nữa ha. Thơm quá trời luôn, thơm mùi tỏi, mùi nước mắm các bạn ơi. Giòn. Rất là ngon luôn. Giòn mềm chứ không cứng lắm. Ăn miếng xôi nữa nha. Xôi dẻo ngon, ngọt vừa phải, thơm béo nước cốt dừa nữa. Ăn một miếng gà nữa nè. Ngon quá các bạn ơi. Hai món này ăn chung rất là hợp luôn. Xôi dẻo ngon quá các bạn ơi. Các bạn nào có thích ăn món cánh gà chiên nước mắm thì hãy làm ăn thử nha. Và nếu như thấy thích video của mình thì hãy like và đăng ký để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình xin chào, hẹn các bạn video lần sau.